ở trong Sài Gòn ấy, mỗi cái sấp là gấp đôi sấp này, mà chúng tôi xếp được khoảng 7 sấp khác nhau ở trên trước mặt. Nghĩa là hơn 2.000 người, hơn 2.000 người mà chọn được ở đâu quanh quanh tôi nghĩ là ít hơn mọi năm. Tại vì năm nay tiêu chí gắt gao, thực sự là cần những con người thực sự nghiêm túc để chúng ta có thể có một cái mùa thực sự là tìm được những nhân tài mới để các mùa sau. Tôi thì được cái là tôi rất là cầu toàn, cho nên là tôi luôn muốn những cái sau đấy phải tốt hơn cái trước rất là nhiều. Cho nên là chúc các bạn may mắn và chúc cho Rap Việt của chúng ta năm nay sẽ thành công rực rỡ. Thank you. Cho em xin cái số 1. Mở điện thoại, viết bài sau. Anh đã biết hài lòng với một mảnh thú ở hiện tại. Về khi cảm xúc quyện lại, anh lại cảm thấy bi đát cho những số phận không cực. Anh không một để mà truy sát những đau khôn việc vi phạm mà không dám kể. Đây là Ngắn. Hiện tại em đang hoạt động trong một tổ đội bạn có tài mà. Số danh của em là 1530. Cho em có biết số 2. Yeah. Đầu tiên thôi. Sóng gió phong qua những bước chân đang chạy, những cánh lá xuyên qua da gương mặt cánh đôi, tất cả là vì điều gì mất mát ai gánh nổi, hay là mong chờ một điều diệu kỳ. Lao vào đời có điều mảnh ghép để ai cũng chọn cho mình miếng cơm, không quan tâm đến người nào hết, chỉ cần may sao có được miếng cơm. Yeah, 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 okay. Anh không cần kho bằng đây, anh chỉ cần cái âm nhạc này. Nguyện vọng đối với anh chỉ là đôi khi dạ dày đã căng hàng ngày, một mắt nó tắt chặt dày. Xin tự giới thiệu mình là rất là suy, là translator của anh Thái, đi với mục đích là phiên dịch viên và làm nào để đảm bảo được là anh Thái nghe rõ ràng tất cả các bạn và chọn lựa được những cái sự chọn lựa tốt nhất. Thì mấy ngày vừa rồi mình có chấm ở trong trong miền Nam và đã gạn được rất là nhiều bạn gọi là ghê chưa, cho nên là ngày hôm nay ra ngoài này rất mong sẽ tìm được những viên ngọc mà thực sự năm này qua năm khác ấy, mọi tiêu chí của chương trình đều càng ngày càng khó hơn để làm cho chương trình ngày một hay hơn. Như cái mùa 3 vừa rồi các bạn mọi người cũng có thể thấy là chúng ta đã có một cái mùa rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì chúng tôi tin là ngày hôm nay ra ngoài này vẫn sẽ tìm được những con người như thế, rất là nhiều người, cho nên là để tránh mất thời gian của các cái bạn sau đấy thì chúng ta hãy lên sân khấu, không cần chào hỏi nhiều hoặc là không cần gọi là trình bày tiểu phẩm hay là cái gì, lên đọc tên các bạn, đọc số báo danh và em xin biết thứ mấy là ok. Đấy, chúng tôi cầu mong là mọi người hãy cùng giúp cho thúc đẩy cho chương trình là chúng ta sẽ dành được nhiều thời gian cho nhiều bạn hơn, nhiều cơ hội cho những người đến sau hơn, ok? Ở trong Sài Gòn ấy, mỗi cái sấp là gấp đôi sấp này mà chúng tôi xếp được khoảng 7 sấp khác nhau ở trên trước mặt. Nghĩa là hơn 2.000 người, hơn 2.000 người mà chọn được ở đâu quanh tôi nghĩ là ít hơn mọi năm. Tại vì năm nay tiêu chí gắt gao, thực sự là cần những con người thực sự nghiêm túc để chúng ta có thể có một cái mùa thực sự là tìm được những nhân tài mới để các mùa sau. Tôi thì được cái là tôi rất là cầu toàn, cho nên là tôi luôn muốn những cái sau đấy phải tốt hơn cái trước rất là nhiều. Cho nên là chúc các bạn may mắn và chúc cho Rap Việt của chúng ta năm nay sẽ thành công rực rỡ. Thank you. Anh Thái hiểu không ạ? Ok. Anh Thái là hồi sau Rap Việt là có về Mỹ mua một quyển từ điển to đùng cái này. Tôi cho nên hay tôi biết cái gì cũng vậy. Do cái ok. Cho nên là mọi người đừng nghĩ là anh Thái đến đây để xem không nhá. Anh biết hết đấy. Dạ tụi em tự tin lên nha. Mình không bạn thì em put your head up. Now represent Vietnam. Cho em xin biết số 1. Về khi cảm xúc quyện lại, anh lại cảm thấy bi đát cho những số phận không cực. Anh không một để đau khôn việc vi phạm mà không dám kể. Anh là thằng nhau trước khi vào trong đám trẻ, lời đóng kể rất dài. phố chưa từng cần bố bố sinh nhai nó buồn mà phủ thành phố chưa gai đặt số phố minh khai niềm tin đến từ thành phố với bố mẹ nó cái đó chia hai mặt cấp một đi một vài thằng chó trên bàn cái đó tất nó đi sai. Em là Nguy Gia, sau đây em xin bắt đầu phần trình diễn của mình. Snap back trên đầu còn dưới chân là Jordan, but rap trên lầu bro what you call it, my beats are đây rolling rolling đã đến lúc I have my moment. Beat one, DJ, don't die. Yeah. Sài Gòn Thủ Đức gọi đó thử sức 10 tiếng chân sâu bọn anh back in this. Yeah, chân về cổ tức hai lòng đủ bốc CL and beat NEVE bắt đầu chicken lace. Từ giờ đến sân Nam, có thể là em ăn chạm, có thể là mua con báo nó nằm ở ngay trên vô lăng. Hất sống không vì để cổ tay thêm đồ lệch 420 em thực thế là bổ cái đêm sông căng. Chỉ mong sau về nắng là mỗi đất có cho mình chiếc xe và một ngắn nhà. Tất cái cảnh gì anh em mình cùng bắn ra. Hey, anh em kê nhau lên. Có cho đứng ở trong gì thấu kê tài năng làm thứ bọn. Let's go. This is my time. Hey, let's go. One, two, yeah, yeah. Không ai nhìn ra sóng sông qua ngày đêm và là đôi hành quên chỉ xung quanh vành là đêm trở làm phong trần của chúng ta free đi ngoài đồng chân trên tay ta là break out tao gọi đến ngày chúng giờ ta quanh với tiếng nói các công từ trước đâm đầu vào những con mờ and gonna now say on speak on day đâu cũng chỉ là rap mình làm game ta có thể vô vọng trên say right here có thể say nhưng thật sự không không để tim bị chọn trước khi nhà ta bay đến sau bước cầu là tiếng cao ta chạy không cố quy chân chạy đi ngoài mình đi đây mà nên là không ta chúng ta dây để không chạy được vậy không an toàn I have a question cái đại diện của sân ta rồi cũng sớm đến mai mốt cũng không đi quá được thành show chỉ thật sắc chúng ta lắm, không biết ai là kẻ làm vậy chưa khi kết thúc với điều rap ta không phải nghe mọi nhưng không thấy tên thì comment thank you. Mọi người biết đến tên của em là David Đồng, chào em là công biết số 5. Yeah yeah yeah. Yeah 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 okay. Anh không cần kho bạc đây, anh chỉ cần cái âm nhạc này. Nghệ thuật đối với anh chỉ là đôi khi dạ dày đã căng hàng ngày, một mắt nó đặt chặt dày, công việc vẫn đang còn đây. Tôi cũng sốc nên không cần phải nhìn giá, tiền lao cũng cần nhìn giờ cuộc đời là anh chỉ muốn mình đã thành tươi. Còn được làm thì mình còn đến chơi, sóng gió mà đưa đẩy cuốn xuôi nếu có quá thì mình tìm đường lui. Cáp sân. Em tên là Ngắn, hiện tại em đang hoạt động trong một tổ đội bạn có tài mà. Số danh của em là 1530. Cho em có biết số 2. Yeah. Sóng gió phong ba những bước chân anh chạy, những cánh lá xuyên qua da, gương mặt cánh đôi, tất cả là một điều gì mất mát ai gánh nổi. Đây là mong chờ một điều siêu kỳ, lao vào đời có điều mạnh mẽ để ai cũng chọn cho mình miếng cơm, không quan tâm tới người nào hết, chỉ cần mai sau có được miếng cơm. Đã từ con mồi trở thành người đi săn mồi rồi bắt đầu mồi người, từ một trận săn trở thành đi săn bởi vì đó là trò đời. Mày ngửa cân thì tao dám làm, mày có gia đình thì tao dám làm, mày tao dũng sức, mày tao dám làm. Khi để sao đang đau